các bạn hãy dùng các chất chống oxy hóa. Một số loại chất chống oxy hóa mà bác sĩ Nguyên khuyên các bạn nên sử dụng đó là vitamin E, vitamin C, coenzyme Q10, retinol, peptide. Đây đều là những cái dưỡng chất mà giúp kích thích da của chúng ta tăng sinh collagen rất là hiệu quả. Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Nguyên. Nếu các bạn là những người đến với kênh YouTube này lần đầu tiên thì mình xin giới thiệu, mình là Nguyên, bác sĩ da liễu. Trong video ngày hôm nay thì bác sĩ Nguyên sẽ tiết lộ cho các bạn 4 bí quyết để chống lão hóa ở độ tuổi trung niên, giúp các bạn lấy lại độ tuổi thanh xuân. Nhưng mà trước khi đi đến với phần chủ đề chính thì bác sĩ Nguyên rất hy vọng mọi người có thể dành một chút thời gian nhấn vào nút đăng ký kênh để hàng ngày chúng ta được gặp nhau nhiều hơn, và khi mà mình ra video thì các bạn cũng sẽ không bị bỏ lỡ. Khi bước sang độ tuổi trung niên thì hầu như chị em nào cũng sợ già, sợ lão hóa, bởi vì lúc này tốc độ lão hóa của chúng ta diễn ra rất là nhanh. Da của các bạn sẽ bắt đầu xuất hiện những cái vấn đề như là khô da, nếp nhăn, nám, sạm da, thậm chí là những cái vết đồi mồi ở trên da. Và chắc chắn là rất nhiều chị em chúng ta cuống cuồng đi tìm cách để chúng ta chống lão hóa, xóa những cái nếp nhăn cũng như là làm đều màu da. Nhưng mà không phải ai cũng có thể chăm sóc da của mình một cách thành công. Thậm chí là chúng ta gặp những cái phương pháp mà nó gây hại cho làn da, hoặc là thậm chí chúng ta đi đến những cái cơ sở không được uy tín thì làm hỏng da của các bạn. Vì vậy mà trong video này thì bác sĩ Nguyên sẽ chia sẻ cho các bạn những bí quyết rất đơn giản để các bạn có thể áp dụng ngay tại nhà, giúp cho da của các bạn được trẻ hóa một cách an toàn và hiệu quả. Ở độ tuổi này thì không chỉ là da của chúng ta thay đổi mà toàn bộ cơ thể của các chị sẽ thay đổi rất là nhiều, như là kinh nguyệt thì ít hơn, lượng estrogen của các chị giảm xuống, tóc bắt đầu rụng nhiều hơn, xương loãng hơn, và kéo theo đó là da của các chị cũng sẽ lão hóa rất là nhanh. Vì vậy, tuy những cái biện pháp này nó đơn giản nhưng mà nó lại rất là hiệu quả. Nếu các chị chăm chỉ thực hiện và áp dụng mỗi ngày thì bác sĩ Nguyên tin rằng chỉ sau 1 năm da của các chị sẽ có một sự thay đổi và cải thiện nhất định. Và tất nhiên đối với những chị mà chúng ta lười chăm sóc da, chúng ta nghĩ là chúng ta không có thời gian, không chịu đầu tư để chăm sóc da thì mình tin rằng các chị sẽ rất là hối hận, bởi vì tốc độ lão hóa ở độ tuổi trung niên thì nó gấp mấy chục lần so với độ tuổi các bạn mà còn trẻ như 20 hoặc là 25-30 tuổi. Bí quyết đầu tiên giúp các chị chống được lão hóa hiệu quả đó là hãy tập trung vào dưỡng ẩm, bởi vì dưỡng ẩm là một bước rất quan trọng để chống lão hóa. Khi da của các chị khô, nhăn nheo, tốc độ lão hóa nó sẽ rất là nhanh. Vì vậy mà ở độ tuổi trung niên chúng ta cần phải tập trung rất nhiều vào dưỡng ẩm. Khi ở độ tuổi trẻ các chị có thể là da dầu, da dễ bị mụn, nhưng mà bước sang độ tuổi trung niên thì tuyến bã nhờ của chúng ta không còn hoạt động mạnh mẽ nữa, dẫn đến là da của mình sẽ bị khô và lão hóa càng lúc càng nhanh hơn. Để mà bổ sung dưỡng ẩm thì có rất là nhiều cách. Đầu tiên đó là các chị hãy uống đủ nước mỗi ngày. Nhưng mà chúng ta chỉ uống đủ nước thôi thì nó sẽ không đủ để ẩm cho làn da, mà ngoài ra chúng ta cần phải bổ sung thêm ví dụ như là vitamin E, collagen. Đối với vitamin E là một chất chống oxy hóa và có khả năng làm mềm da, giúp cho cái độ ẩm của làn da được duy trì lâu hơn. Còn collagen thì người ta cũng nghiên cứu thấy rằng khi uống từ 8 cho đến 12 tuần thì nó cũng sẽ hỗ trợ giảm được tình trạng khô da và giảm nếp nhăn rất là hiệu quả. Vì vậy mà những chị ở độ tuổi trung niên chúng ta muốn trẻ hóa làn da thì có 3 thứ cần phải bổ sung bên trong. Thứ nhất đó là nước, thứ hai đó là collagen và thứ ba đó là vitamin E. Đối với collagen mình nên lựa chọn những cái loại collagen thủy phân và uống đủ hàm lượng là tối thiểu 2500mg trên một ngày. Đối với vitamin E mình cần uống hàm lượng là 400UI trên một ngày. Và các chị cũng cần nhớ rằng thực phẩm chính là thuốc. Khi mà chúng ta ăn đủ các cái nhóm thực phẩm thì hầu như cũng đã bổ sung rất là đầy đủ vitamin rồi. Còn đối với collagen thì mình có thể bổ sung một cách liên tục từ những nguồn từ bên ngoài. Cách thứ hai để giúp duy trì được độ ẩm cho làn da đó là các chị hãy tăng cường cấp ẩm và phục hồi cho làn da bằng những cái loại serum, kem dưỡng ẩm hoặc là dầu dưỡng. Đối với những làn da có độ khô vừa phải thì mình nên sử dụng những cái serum cấp ẩm cộng với kem dưỡng ẩm mỏng nhẹ. Còn đối với những làn da mà nó quá khô, quá thô ráp và chúng ta cần nhanh chóng tăng cường độ ẩm thì hãy sử dụng serum cộng với dầu dưỡng, bởi vì dầu dưỡng thì khả năng giữ ẩm của nó sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì các chị nên bổ sung thêm đó là mặt nạ. Bởi vì trong mặt nạ thì chủ yếu đó là nước và những cái chất dưỡng ẩm. Chúng ta nên đắp khoảng 2 đến 3 lần trên một tuần để duy trì được độ ẩm cho làn da.
Để mà đắp mặt nạ được hiệu quả thì các chị có thể làm sạch da, sau đó chúng ta có thể tẩy tế bào chết nhẹ, rồi sau đó bôi serum HA và cuối cùng là đắp một miếng mặt nạ lên da. Thông thường thời gian để đắp mặt nạ là từ 10 cho đến 15 phút, không nên đắp quá lâu dẫn đến tình trạng là mặt nạ bị khô, làm cho da của các bạn bị hút ẩm ngược và khô nhanh hơn. Có nhiều bạn hỏi mình là liệu có thể đắp mặt nạ mỗi ngày được hay không, thì câu trả lời là có. Đối với những bạn mà có tình trạng da khô khốc và chúng ta muốn tăng cường độ ẩm một cách nhanh chóng thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng mặt nạ mỗi ngày. Còn những bạn mà có làn da khô hơn nữa, các bạn có thể thử qua mặt nạ ngủ, bởi vì khả năng duy trì độ ẩm của mặt nạ ngủ thì cũng rất là cao. Bí quyết số 2 giúp chống lão hóa rất là hiệu quả đó là sử dụng kem chống nắng mỗi ngày. Bác sĩ Nguyên muốn nhấn mạnh ở đây đó là chúng ta phải sử dụng kem chống nắng mỗi ngày. Dù trời nắng hay là trời mưa, dù các bạn đi ra ngoài hay là ở trong nhà, chúng ta đều phải sử dụng kem chống nắng. Bởi vì dù trời mưa thì lượng tia UVA trong ánh sáng mặt trời vẫn rất là nhiều và gây nên những cái đứt gãy collagen, làm da của các bạn hình thành những cái nếp nhăn. Còn nếu các bạn làm trong môi trường văn phòng, môi trường trong nhà thì vẫn có những cái ánh sáng mặt trời nhất định, bởi vì tia UV nó sẽ xuyên qua được kính và phản chiếu lên da, gây hại cho làn da. Chưa kể những bạn mà làm văn phòng thì chúng ta tiếp xúc rất nhiều với máy tính và có những cái loại tia phát ra làm cho da của các bạn bị tổn thương. Vì vậy mà các bạn hãy luôn bôi kem chống nắng. Một ngày chúng ta nên bôi kem chống nắng từ 2 cho đến 3 lần và một tiếp kem chống nắng thì các bạn chỉ sử dụng trong 1 tháng. Bí quyết số 3 để chống lão hóa cực kỳ hiệu quả đó là các bạn hãy dùng các chất chống oxy hóa. Một số loại chất chống oxy hóa mà bác sĩ Nguyên khuyên các bạn nên sử dụng đó là vitamin E, vitamin C, coenzyme Q10, retinol, peptide, đây đều là những cái dưỡng chất mà giúp kích thích da của chúng ta tăng sinh collagen rất là hiệu quả, giữ gìn độ ẩm cho làn da cũng như là hỗ trợ da của các bạn là mịn màng hơn, tươi trẻ hơn. Các bạn cứ hiểu một cách đơn giản là da của chúng ta cứ bị tác động liên tục bởi những cái yếu tố bên ngoài như là ánh sáng mặt trời, khói bụi, những cái tác động vật lý làm da của các bạn già đi, thì những chất chống oxy hóa này nó sẽ hỗ trợ một phần nào đó đẩy lùi những cái gốc tự do gây hại cho da cũng như là bảo vệ da của các bạn trước ánh sáng mặt trời. Cũng rất là may mắn bởi vì những cái chất chống oxy hóa này hiện tại có trong rất là nhiều lọ serum, rất là nhiều lọ kem dưỡng, lotion các bạn có thể tìm và mua trên thị trường. Tùy vào vấn đề trên da, tùy vào cái mong muốn của mình để chúng ta sử dụng một loại serum phù hợp. Bởi vì để da của chúng ta cải thiện nhanh thì chúng ta bắt buộc phải dùng serum, bởi vì serum nó ở dạng tinh chất, nó hấp thu sâu vào da hơn, nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với những cái sản phẩm dạng kem hoặc là dạng lotion. Bí quyết thứ tư để chống lão hóa rất là hiệu quả đó là các bạn hãy cười nhiều hơn, giảm căng thẳng và tập thể dục nhiều hơn. Khi mà các bạn cười nhiều hơn, giảm được căng thẳng stress ở trong cơ thể thì chính cơ thể của các bạn sẽ hạnh phúc và tiết ra những cái loại hormone giúp cho các bạn luôn luôn tươi trẻ và đẹp hơn. Ngoài ra, nếu mà các bạn giảm được những cái động tác mà nhăn nhó cau có, chẳng hạn như là nhướn trán này, cau mày, thì các bạn sẽ giảm được rất là nhiều nếp nhăn ở cái vùng gian mày và nếp nhăn vùng trán. Nếu mà các bạn đã lỡ hình thành những cái nếp nhăn này rồi thì các bạn hãy tìm hiểu thêm một phương pháp mà bác sĩ Nguyên đã giới thiệu ở video trước, và phương pháp đó sẽ giúp cho các bạn xóa nhăn một cách nhanh chóng, gần như là ngay lập tức, đó là phương pháp tiêm Botox. Ngoài ra, nếu các bạn là một người chăm chỉ tập thể dục nữa thì các bạn thấy là cơ thể của các bạn trẻ hơn rất là nhiều. Có những cái nghiên cứu đã chỉ ra nếu mà các bạn chỉ làm văn phòng, chúng ta lười vận động thì chúng ta sẽ già hơn so với tuổi thực đến 8 tuổi. Vì vậy mà các bạn từ bây giờ hãy cố gắng tập thể dục mỗi ngày 30 phút để cơ thể của các bạn dễ dàng đào thải ra những cái độc tố cũng như là cơ thể của các bạn săn chắc hơn. Chúng ta có một cái vòng eo mơ ước hơn, có một cái vòng mông đẹp hơn, các bạn sẽ mặc đồ đẹp hơn rất nhiều. Và bí quyết cuối cùng để giúp cho các bạn cũng chống lão hóa hiệu quả, đặc biệt là ở độ tuổi trung niên, đó là chúng ta hãy dành ra khoảng 5 đến 10 phút mỗi ngày để chúng ta massage vùng da mặt. Khi mà các bạn massage thì sẽ có những cái kích thích lên các cái đầu mút thần kinh cũng như là làm cho các cái mạch máu ở trên da của chúng ta lưu thông dễ dàng hơn. Đồng thời khi mà các bạn massage thì cũng sẽ có kích thích nhiệt ấm, bởi vì các bạn massage vào tay rồi các bạn áp lên mặt thì sẽ làm cho da của chúng ta ấm lên, thì cũng là một cái kích thích để tăng sinh collagen rất là hiệu quả. Và đó là những cái bí quyết để giúp cho các bạn chống lão hóa và rất là phù hợp cho những chị em ở độ tuổi trung niên chúng ta áp dụng. Và hãy áp dụng những cái bí quyết này càng sớm càng tốt, bởi vì nó sẽ giúp da của các bạn trẻ hóa được nhanh chóng. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì nhớ like cho video, subscribe cho kênh YouTube của bác sĩ Nguyên và xem thêm nhiều video của bác sĩ Nguyên ở bên tay trái và bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại.